mến, lại được gặp lại các em ở trong 5 phút học văn cùng với chị ngày hôm nay. Và hẳn rằng là cái thời gian vừa rồi thì các bạn cũng rất là nhớ cái chương trình học cùng với chị này đúng không ạ? Chị hy vọng rằng là các bạn nhỏ của chị sẽ nhận được nhiều nhất kiến thức nền ở trong 5 phút học văn mỗi ngày cùng với chị nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong những thi phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà thơ Xuân Quỳnh. Hẳn rằng là các bạn còn nhớ đúng không ạ? Đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và ở trong 5 phút học văn này thì các bạn sẽ cần nhớ cho chị này. Thứ nhất là về tác giả Xuân Quỳnh, được không ạ? Thứ hai, các bạn cần nhớ cho chị, đó chính là về tác phẩm này, những kiến thức cơ bản về hoàn cảnh ra đời, được không nào? Và điều cuối cùng mà các em cần phải nhớ cho chị, điều quan trọng nhất, đó là nội dung của 9 khổ thơ, được không ạ? Các bạn thân mến, nói về nhà thơ Xuân Quỳnh, chúng ta sẽ nhắc tới một hồn thơ vô cùng đôn hậu và gần gũi, đúng không nào? Chị chỉ muốn nhắc tới hai từ này với các em thôi. Đó là cái sự gần gũi ở trong những phần thơ mà giản dị mà đời thường tựa như hơi thở vậy. Và đề tài mà bản thân nữ nhà thơ này thường đưa tới ở trong những tác phẩm của mình, đó là thơ viết cho thiếu nhi, đúng không nào? Và thơ viết về đề tài tình yêu. Đôi khi là bản thân Xuân Quỳnh bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ, để quan trọng nhất là có thể diễn tả được tất cả những cái cảm xúc mà bản thân mình muốn được truyền tải qua thi phẩm, được không ạ? Đó là về Xuân Quỳnh các em nhá. Còn về tác phẩm này thì sao ạ? Tác phẩm này thì được viết vào một ngày cuối năm 1967 tại vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình, được không ạ? Vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Đây là lúc mà Xuân Quỳnh bước vào độ tuổi 25, với những cái đổ vỡ đầu tiên đã trải qua ở trong cuộc đời của mình, trong tình yêu của mình. Và bản thân Xuân Quỳnh thì lúc nào cũng như thế, bởi vì là tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên. Chính vì vậy mà bản thân Xuân Quỳnh vẫn cứ khao khát tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này vẹn nguyên, vô biên và tuyệt đích, giống như thứ tình yêu mà bản thân nữ sĩ này muốn hướng tới trong cuộc đời. Đó cũng chính là lý do tại sao mà người ta gọi đây là người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung của 9 khổ thơ này các em nhé. Chúng ta có khổ thơ đầu tiên, chị đặt tên cho khổ thơ này chính là sự đối lập, được không ạ? Là sự đối lập. Tại sao lại là sự đối lập? Bởi lẽ chúng ta có những cái trạng thái đối lập của sóng, đúng không nào? Và chúng ta cũng có những trạng thái đối cực trong tình yêu, giống như con sóng lúc thì dữ dội dịu êm, lúc thì ồn ào và lặng lẽ. Thì trong tình yêu cũng như vậy, chúng ta cũng có những cái cung bậc cảm xúc rất khác nhau, hạnh phúc, đau khổ. Và đặc biệt cũng có được cái sự đối lập ở trong chính người con gái khi yêu. Họ khi thì hạnh phúc ngay đấy, thế nhưng mà cũng đau khổ ngay đấy, vui vẻ ngay đấy, thế nhưng cũng giận hờn ngay đấy, được không ạ? Và rõ ràng là ở trong khổ thơ đầu tiên này thì Xuân Quỳnh còn đem đến cho chúng ta một cái thông điệp về tình yêu vô cùng mới mẻ nữa cơ. Đó chính là cái thông điệp chúng ta mặc dù là phái yếu, mặc dù là con gái, thế nhưng cũng cần phải chủ động quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Hãy dám buông bỏ tất cả những cái giới hạn nhỏ hẹp tầm thường để hướng tới tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình, được không ạ? Đó là khổ thơ đầu tiên. Khổ thơ thứ hai, chị sẽ đặt tên cho khổ thơ này là khát vọng tình yêu, được không nào? Là khát vọng tình yêu các em nhá. Khát vọng tình yêu không chỉ là khát vọng của riêng một ai đó, mà khát vọng tình yêu là khát vọng của bạn, của tôi, của chúng ta, của đời nay và của muôn đời sau. Khát vọng tình yêu sẽ là khát vọng không bao giờ có thể mất đi. Chỉ cần trái tim của những người trẻ còn đập những cái nhịp thổn thức thì chắc chắn khát vọng tình yêu vẫn sẽ còn, giống như sóng biển, giống như đại dương, giống như mây trời ngoài kia, được không ạ? Chúng ta có khổ thơ thứ 3 và khổ thơ thứ 4. Chị gọi đây là hai cái khổ thơ hướng tới cuộc truy tìm căn nguyên về tình yêu. Truy tìm căn nguyên, hay nói cách khác là cuộc truy tìm về cội nguồn của tình yêu, được không ạ? Sóng bắt đầu từ đâu thì tình yêu cũng bắt đầu từ đó. Em đã truy tìm căn nguyên của sóng để rồi cuối cùng em thất bại trong cuộc truy tìm căn nguyên này. Và em lại tự đặt ra một câu hỏi rằng là tình yêu của chúng mình có từ đâu. Thế nhưng em cũng không thể nào tìm được câu trả lời. Và cuối cùng em chỉ trả lời cho cái câu hỏi đó còn bò ngò bằng một cái lắc đầu vô cùng là đáng yêu, được không ạ? Rồi, chúng ta có khổ thơ thứ 5. Đây là một trong những cái khổ thơ vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nếu như những cái khổ thơ trước chỉ bao gồm có 4 câu thì khổ thơ này lại bao gồm tới 6 câu. Có phải chăng là để diễn tả cho thỏa, cho đạt? Bởi lẽ nội dung của khổ thơ này nói về nỗi nhớ.
Có ai yêu một người mà lại không nhớ nhung đâu, đúng không ạ? Và nếu như cái nỗi nhớ ở trong trái tim của người đó đã chấm dứt rồi thì chắc chắn là tình yêu không còn. Bởi lẽ tình yêu xưa nay thì vẫn luôn luôn gắn liền với nỗi nhớ. Một nỗi nhớ được Xuân Quỳnh diễn tả bao trọn cả không gian, chiếm luôn cả thời gian. Đó là một nỗi nhớ không chỉ xuất hiện trong ý thức, trong vô thức, mà còn xuất hiện cả trong tiềm thức nữa, được không ạ? Trong ý thức, trong tiềm thức và ngay cả trong vô thức, được không nào? Một nỗi nhớ mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp ở trong thơ của Xuân Quỳnh, được không ạ? Một nỗi nhớ rất phù hợp với một người con gái vô cùng là nữ tính. Chúng ta có khổ thơ thứ 6, được không ạ? Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Đây là khổ thơ hướng tình yêu của mình tới sự chung thủy. Đất trời này dẫu cho có bốn phương tám hướng, đi ngược về phương Nam hay xuôi về phương Bắc, thì trái tim của em vẫn chỉ có duy nhất một phương để hướng về. Đó là phương anh, phương của tình yêu đích thực, phương của khát vọng, đợi, chờ, yêu, tin. Được không ạ? Và chúng ta có khổ thơ thứ 7 và khổ thơ thứ 8. Đó là những cái chiêm nghiệm về cuộc đời, đúng không ạ? Những chiêm nghiệm về cuộc đời. Khi mà em nhìn thấy những cái sự trôi chảy của dòng thời gian, và em nhận ra rằng cái khoảng thời gian mà mình đang có chỉ là hữu hạn giữa dòng thời gian vô hạn của tự nhiên này. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách chờ. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về xa. Ở ngoài kia đại dương, chắc chắn là con sóng nào vượt qua bao nhiêu khó khăn và trở ngại thì cũng sẽ tới bờ. Giống như em, vượt qua bao nhiêu khó khăn và trở ngại thì nhất định em cũng sẽ tìm được anh, tìm đến anh, tìm yêu, tìm đến được tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà anh cũng biết đấy, cuộc đời này dẫu rằng dài thế, thế nhưng chúng mình chỉ có chừng ấy năm tháng ở trong cuộc đời này. Giống như biển kia có rộng như thế nào thì mây trời cuối cùng cũng sẽ bay về xa thôi. Và con người ta chỉ có chừng ấy năm, là 60 năm hay 70 năm, là 70 năm hay 80 năm ở trong cuộc đời. Giữa cái sự vô hạn của dòng thời gian tự nhiên, em nghĩ về cái dòng thời gian hữu hạn trong cuộc đời mình. Và thường thì những con người ta khi có những cái lo âu và trăn trở như vậy vẫn thường đưa đến một cái đưa đến những cái cảm xúc khá là tiêu cực. Thế nhưng Xuân Quỳnh thì khác. Xuân Quỳnh không dẫn cái cảm xúc trạng thái của mình tới cái sự tiêu cực, mà đưa nó tới cái sự tích cực bằng một cái khát vọng hóa thân được thể hiện ở trong khổ thơ thứ 9, đúng không ạ? Khát vọng hóa thân, làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu, để ngàn năm còn vỗ. Em biết rằng biển sẽ không bao giờ mất đi, và nếu biển không bao giờ mất đi thì những con sóng ngoài kia cũng sẽ không bao giờ mất đi. Và em ước mình được trở thành một con sóng nhỏ, em ước mình được hóa thân vào một con sóng nhỏ, để em sống trọn vẹn ngàn năm ở trong cuộc đời này, để em được hướng tới một cái tình yêu thủy chung, tuyệt đích và vô biên, vĩnh viễn sống cùng đất trời. Và đó cũng chính là cách em đem tình yêu cá nhân của mình trong cái giai đoạn năm 1967, là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt, đem tình yêu cá nhân của mình hòa nhập vào cùng với tình yêu tổ quốc, để cho tình yêu ấy càng trở nên tươi đẹp hơn và có ý nghĩa hơn với cuộc đời này. Em yêu quý, ở trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, chị đã hướng dẫn cho các bạn khái quát lại về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Dẫu rằng ngày hôm nay chúng mình vượt quá thời gian là 5 phút để học với nhau, thế nhưng chị hy vọng rằng là cái clip ngắn ngủi này thì sẽ giúp cho các bạn nhỏ của chị có thể hiểu hơn và nắm thật là chắc về nội dung của 9 khổ thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các em nhá. Và nói như nhà thơ Xuân Diệu thì làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Chúc cho các em sẽ luôn luôn sống trọn vẹn cùng với tình yêu, và sống trọn vẹn cùng với một nửa mà đích thực, sống cùng với một nửa đích thực ở trong cuộc đời của mình. Hãy tìm thấy một ai đó để yêu và để hy sinh ở trong cuộc đời này em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những clip học văn 5 phút cùng với chị lần sau. Bye bye.